Bò xem thả diều anh em ơi. Bò xem thả diều lại đấy, nhìn kìa. Nó đang đứng hết một đàn kìa. Xuống 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 thả diều cho bò xem. Chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình nhá. Lâu lắm rồi mình lại đi quay thả diều cho anh em xem. Hôm nay mình lại lên cái điểm cũ ngày trước thả để test con diều mới cho anh em xem. Ai à, từ đây trèo lên trên là còn hơi bị xa. Sắp lên đỉnh rồi. Mới leo lên đây thôi đã thở đéo được rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Vẫn là cái bãi cát hôm trước. Gió hôm nay ui rồi, thở đéo được rồi, mệt quá. Đây, hôm nay sẽ thả bộ sáo đây. Mẹ, thôi kệ nó chứ, có sáo là tốt rồi. Bộ sáo này là ô, kêu to đấy, kêu cũng được đấy. Ây, kiếm bộ sáo gọi là lắp vào cho nó có sáo thôi. Diều là chính. Mệt quá. Lâu rồi mới lại tiếp tục quay. Đợt này tại vì nó chẳng thấy anh em nào vào đăng ký cả, chán quá nên chẳng muốn nào, không có tí động lực nào làm cả. Các bạn vào xem video toàn xem vào xem chả đăng ký kênh gì cả, chán lắm. Nên anh em vào xem video thì để lại cho mình xin một cái đăng ký đi, để có thêm cái động lực để gọi là tiếp tục làm video cho anh em xem. Chứ còn nếu mà cứ vào mà anh em vào xem không đăng ký kênh thì nói chung là mình cũng buồn lắm, chả có động lực để làm tiếp cho anh em xem đâu. Nhưng mà đợt vừa rồi mình định bỏ rồi, không làm nữa. Nhưng mà nghĩ thế nào này, hôm nay lại đi quay. Đấy, mấy hôm vừa rồi chán. Giờ sẽ lắp dây vào, xong rồi đóng sáo vào nhá. Xong rồi thả nhá. Quay lại cái đoạn đóng sáo này. Đấy. Nhục lắm đấy. Rồi, cháu vào đi. Trên dây này. Ở trên này thì tha hồ ngắm cảnh. Ô, những cái cây ở đây nó mọc to phết nhở. Đó, không biết ra xem có quả không. Chuyện ra cái cây này xem có quả không. Có quả không, sung bé. Nghe cái gốc này của nó cũng được ấy chứ, gốc của nó được ấy chứ. Ở đây làm gì có ai ấy đâu, làm gì có ai đánh đâu. Cái sung này nó mọc tự nhiên đấy các bạn. Nói chung là nó bám xuống đây nó ăn, nó ăn gũ sâu ấy. Đây toàn cát mà, nhưng mà cát sông Hồng này nó khả năng của nó để nuôi sống cây cối nó cũng rất là tốt, phù sa này tốt lắm, rất là xanh. Ok rồi, đi ra vòng qua đây thả thôi. Bố em mình là sắp lắp xong rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây các bạn. Đấy, giờ mình sẽ phụ trách là đi dây. Nhưng mà nói chung thì mình cũng không chơi cái món này quen đâu các bạn. Một tay mà vừa thả vừa ấy là hơi bị vất vả đấy, nhưng mà thôi kệ mẹ nó, cố thôi. Ok. Ăn luôn anh em ạ. Được đấy. Ra cầm dây cho anh. À, ra cầm mấy cho anh.
Lên rồi đấy, ngon rồi. Con này cánh phẳng anh em ạ. Nên là nó diều nó hơi... Đâu vào đây? Bắn thêm tí nữa xong chốt vào em ạ. Buộc vào cái cây sung ấy. Đấy, buộc tạm vào đấy. Ok anh em. Này nó lên rồi. Hôm nay vác đi ra đây thả test nha, thấy cũng ok. Được. Có mỗi bộ sáo là nghe nó kêu không được ổn lắm đâu, tại vì cái bộ sáo đi xin được mà. Nên là cũng không phải bàn cãi nhiều về sáo đâu. Gọi là nghe gọi có tiếng sáo là được rồi. Đấy, còn diều này là ok rồi nhá. Thôi, giờ ra thu và diều vào thôi, rồi đi về thôi anh em. Ai da. Ai da. Dẫm một cái thổ tả gì đâu thế. Ai da. Con gì? Thôi thả đi, đừng bắt. Rồi, thu diều đi em. Đấy. Anh em xem nó xuống tay nhá. Kéo xuống tay đi. Bộ sáo này thì nó kêu nó không gắt đâu. Ôi giời. Ôi thế rồi, quẩn đi. Làm gì đấy? Kéo diều nhanh không đuổi. Bò xem thả diều anh em. Bò xem thả diều lại đấy, nhìn kìa, nó đang đứng hết một lần một đàn kìa. Xuống thả diều cho bò xem. xuống cầm diều rử xem nó có đuổi không, nếu nó đuổi không. Đấy các bạn nhìn chưa, bò nó xếp hàng xem thả diều này. Đó rồi. Nó đứng ở đây nó xem ấy, nhìn chưa? Hả, có hai con bò con này, hai con bê con kìa. Đó. Đó, nó giải tán rồi, giải tán đám đông rồi. Ok thôi. Giải tán đám đông rồi, thôi đi về thôi. Ok nhá. Video này tạm dừng thôi anh em. Video tạm dừng nhá. Anh em để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Ok, xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye. Cảm ơn nhá.